Xin nhắc lại rằng đây là bộ phim đỉnh nhất của Marvel trong năm 2021. Đây là phần 2 của series phim đỉnh đám vị thần Loki. Ở phần này sẽ hé lộ trùm cuối thống lĩnh dòng thời gian vũ trụ. Mà nếu ai chưa xem phần 1 thì xem link ở phần mô tả rồi quay lại nhé. Tiếp nối câu chuyện ở phần trước, nữ thẩm phán nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Khi cô đến Asgard bắt một biến thể của Loki dưới hình một đứa trẻ, và khi cô đưa nó đến trước toàn phán xét, đã bị nó lấy mất iPad và trốn thoát ngay trước mặt, dẫn tới cô phải đối mặt với ba vị thần canh giữ thời gian. Điều này khiến cô luôn muốn bắt Loki tóc vàng về một cách nhanh nhất. Phía Loki và tóc vàng lúc này đã không có cơ hội nào rời khỏi đây, nên cũng chỉ còn cách ngồi đợi cái chết. Hóa ra cô bé này chính là Loki tóc vàng hồi trẻ, đã bao nhiêu năm chuyên lẩn trốn ở ngày tận thế. Không ngờ có một ngày lại phải bỏ mạng nơi đây. Những thiên thạch lớn hơn rơi xuống, báo hiệu sắp xảy ra va chạm cuối cùng. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết khiến hai người này phát sinh tình cảm. Khi hai người cầm tay cũng là lúc ở TVA phát hiện ra phương sai thời gian. Phía bên này một thiên thạch khổng lồ va chạm, còn hai người cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết cùng nhau. Đúng lúc này có hai cánh cửa mở ra, đó là đội thanh tra kịp thời tới bắt hai người trước khi tận thế. Sau việc này Mobius đã rất tức giận, nhưng Loki nói rằng TVA đã lừa dối mọi người. Mobius trừng phạt ném Loki vào một căn phòng ký ức, trong đó có một cô gái xông ra vào mặt, rồi thúc đầu gối vào hạ bộ rồi rời đi. Và một phút sau cô ta lại xuất hiện, làm lại tất cả mọi việc như trước. Phạt ở cái vòng lặp thời gian vô tận này đúng là khốn khổ kinh người. Chỉ đến khi Loki cúi mình xin lỗi và nhận sai, thì cô gái này mới tha không đánh nữa. Thực ra thì đây là chiến thuật tiền thẩm vấn bạo lực. Mobius chém gió rằng Loki nữ đã bị xóa sổ. Lập tức hắn nhận ra Loki này đau lòng, anh đã yêu một biến thể của chính bản thân mình. Mối quan hệ méo mó này đã phá vỡ thực tại và tạo ra phương sai thời gian. Nhờ đó nhóm thanh tra mới đến bắt được hai người. Nhưng Loki cho rằng ba vị thần kia không hề tạo ra các thanh tra, mà chúng đã bắt họ từ trái đất lên và xóa đi ký ức. Mobius hiển nhiên là không tin điều này, nhưng có vẻ bà thanh tra béo thì cảm nhận được điều đó là sự thật, nên vào phòng giải thoát cho Loki nữ đi cùng bà ta. Hai người đi đến cơn bão tận thế ở tập 1. Loki nữ giải thích rằng khi truy cập vào ký ức của bà béo, phát hiện ra bà là một người trái đất chứ không phải do TVA tạo ra. Vậy có nghĩa là TVA đang lừa dối tất cả các thanh tra này. Thanh tra béo lại yêu cầu gợi ký ức một lần nữa. Quả nhiên đúng như lời Loki nữ nói. Phía Mobius lúc này cũng nghi ngờ. Khi tìm kiếm liền phát hiện ra video cuối cùng của cô gái đã chết. Cô nói rằng tất cả mọi người ở đây chỉ là biến thể. Lập tức Mobius lao đến tìm gặp Loki, thừa nhận rằng Loki đã đúng. Hai người lên kế hoạch để cứu biến thể Loki tóc vàng. Nhưng hình như nữ thẩm phán đã phát hiện, ra lệnh chọc một cái xóa sổ Mobius khỏi vũ trụ luôn. Hai Loki được nữ thẩm phán đưa tới gặp ba vị thần canh giữ thời gian, mà ba vị thần nhìn chả khác gì ba con tắc kè ở trái đất, liền ra lệnh xóa bỏ hai biến thể Loki này. Đúng lúc nguy cấp thì nữ thanh tra béo đã quay trở lại, cô tháo vòng cổ cho hai Loki rồi ném cho tóc vàng một thanh kiếm. Vậy là một cuộc chiến sống còn nổ ra giữa các bảo vệ và hai vị thần lừa lọc. Tóc vàng đã nhanh chóng hạ sát một tên, bà thẩm phán cũng lao ra chiến đấu, nhưng nhanh chóng bị Loki nữ hạ gục. Phía bên này Loki cũng hạ xong hết đám lâu la, giờ chỉ còn hai người đối mặt với ba vị thần. Loki nữ ném luôn thanh kiếm cụt cổ vị thần ở giữa, và điều tiếp theo khiến cả hai bàng hoàng. Hóa ra mấy ông thần này chỉ là những con robot, vậy rốt cuộc kẻ đứng sau bọn chúng là ai? Ai đã tạo ra cơ quan kiểm soát thời gian TVA này chứ? Vào giây phút hoang mang vì tương lai vô định, Loki bản gốc muốn tỏ tình với Loki tóc vàng. Nhưng chưa kịp nói thì bất chợt anh bị tan biến vì nữ thẩm phán đâm sau lưng, và tỉnh dậy ở nơi mà có tới ba biến thể Loki khác đã bị xóa sổ. Đó là hành tinh hoang tàn nhìn như một bãi phế liệu của vũ trụ. Nó được gọi là vùng đệm hư không, và con quái vật trong làn khói có nhiệm vụ phá hủy đi mọi thứ. Phía bên này Loki tóc vàng cũng đã khống chế lấy được iPad của thẩm phán rồi. Nhưng thẩm phán lúc này nói ra sự thật, về cơ bản không thể xóa bỏ đi hoàn toàn một vật chất. Loki đã được chuyển đến một nơi mà thời gian không chuyển động, ở đó mọi vật chất va chạm nhau trong cùng một thời điểm. Nó được gọi là nơi tận cùng của thời gian. Ngạc nhiên thay, ở đây còn có một biến thể Loki cá sấu. Tất cả các biến thể Loki này đã từng thử rất nhiều cách, nhưng nghìn năm nay vẫn chưa một lần thành công thoát khỏi đây. Cả nhóm tiến sâu vào một căn cứ dưới lòng đất tạm trú. Phía bên này nữ thẩm phán còn đang giải thích cho Loki, thì đám bảo vệ đã kịp thời xông vào. Loki tóc vàng hết cách đành tự đâm gậy vào bản thân để đến nơi Loki đang ở. Còn Loki lúc này cũng nghĩ ra một ý hay, nếu con quái vật Elio kia là vật thể sống, thì tự tay tôi sẽ giết con quái vật đó, và tôi cần các bạn sát cánh cùng tôi. Thật là một bài thuyết trình ngớ ngẩn. Loki đành tự mình đi giết quái vật, nhưng khi mở nắp hầm ra thấy ở đây còn rất nhiều biến thể Loki khác. Tóc vàng lúc này cũng tỉnh lại ở nơi gần con quái vật, khiến cô phải bỏ chạy tuyệt quần. Đúng lúc nguy cấp sắp bị nó nuốt chửng thì một ô tô tới đón, đó chính là Mobius mới bị thẩm phán xóa bỏ hôm qua. Phía bên này đám Loki cũng bắt đầu xung đột. Nhóm Loki mới đến muốn chiếm quyền kiểm soát nơi đây, nhưng khốn nạn thay, thằng Loki nào cũng phản bội lại thằng khác. Cả cái ông mặc vest đẹp trai cũng bị cả đám xung quanh phản bội. Loki cá sấu thì lao lên cắn cụt luôn cả cánh tay, dẫn tới cả đám Loki lao vào nhau chém giết. Không gì có thể bất ổn hơn khi có nhiều Loki ở cùng một nơi, bởi thằng nào cũng lươn lẹo với lừa lọc các kiểu.
nhóm Loki đành phải dùng phép thuật biến lên trên bờ. Quả nhiên mọi phiên bản của Loki đều rất tồi tệ, mà ai cố gắng sửa sai thì lại bị TVA gửi đến đây. Nên Loki áo vàng quyết định giúp đỡ bản gốc giết quái vật Anio, để hai Loki này quay lại lật đổ TVA và cái bọn thối tha đó. Trùng hợp thay Loki tóc vàng cũng muốn quay lại đám mây quái vật, vừa hay một tàu chiến khổng lồ bị xóa bỏ tới đây. Loki nói rằng bản năng của mọi con thú là chúng có thói quen săn đuổi con mồi lớn trước tiên. Đó chính là cơ hội để Loki vòng ra phía sau đâm vào đít nó. Nhưng cả chiếc tàu bỗng chốc bị nó nuốt chửng mà Loki còn chưa kịp làm gì. Quả nhiên đúng là một kế hoạch ngớ ngẩn. Vừa hay lúc này Loki tóc vàng cùng Mobius cũng tới. Cô muốn dùng phép thuật để mê hoặc con quái vật kia để thoát đi. Trước tiên họ ngồi xuống bàn kế hoạch, nhưng Loki không thấy bàn kế hoạch mà chỉ muốn thổ lộ tình cảm với Loki tóc vàng. Trời lạnh nên Loki biến ra một cái chăn quấn cả hai lại. Nó có một cái cảm giác gì đó rất chi là ngại ngùng. Lần đầu tiên hai vị thần cô đơn nhất vũ trụ biết yêu và mơ về một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng xến xúa thế nào thì trước tiên cũng vẫn phải thoát khỏi đây đã nhỉ. Cả nhóm 6 Loki tiến lên đối mặt với quái vật. Loki tóc vàng cần chạm vào con quái vật để mê hoặc nó, từ đó có thể sẽ có đường ra. Nhưng ba phiên bản Loki kia thì thích ở lại, đây mới là nơi họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Hai người xông lên cũng là lúc quái vật tiến tới. Loki chạy ra một nơi để đánh lạc hướng Anio, nhưng khốn nạn thay nó lại lao thẳng về phía Loki nữ. Đúng lúc nguy cấp nhất thì một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, đó là Loki già đã bộc phát sức mạnh tới cứu, tạo ra một ảo ảnh lớn đến không thể ngờ. Tôi nghĩ ông ấy mạnh hơn ta cả nghìn lần đó. Cả một vương quốc Asgard được tạo ra thu hút hết chú ý của con quái vật. Hai con vợ lúc này tranh thủ nắm lấy tay nhau, trong khi con quái vật thì say đắm với ảo ảnh của Loki già. Hai người bắt đầu chạm vào quái vật để cùng thôi miên nó. Quả nhiên Loki cũng đã học theo được cách thôi miên. Trong khi này Loki già cũng đã đổ gục vì kiệt sức, toàn bộ ảo ảnh sụp đổ tan tành. Con quái vật lao tới nuốt trọn ông lão chỉ còn lại mỗi cái mịt. Phía bên này hai Loki cũng bộc phát sức mạnh, cả con quái vật khổng lồ đã bị thôi miên, rồi từ từ mở ra một cánh cửa sang thế giới khác cho hai người bước qua. Mà ở bên này là thế giới kỳ ảo vô cùng, hai người đang bước đến vật thể trung tâm của vũ trụ, đó là những gì còn sót lại sau vụ nổ Big Bang. Mà kỳ lạ thay ở đây lại có một tòa lâu đài sừng sững, không biết thằng quan tham nào mà xây được lâu đài ở tận trên đây. À, có lẽ là của cái thằng trùm cuối. Đột nhiên cánh cửa lâu đài mở ra cho hai người bước vào. Quả nhiên trợ lý ảo của TVA bước ra. Vậy đây chính là nơi ở của kẻ sáng lập và quản lý dòng thời gian. Hai Loki cứ thế tiến sâu vào bên trong. Đó là một căn phòng bát giác khá lớn. Và cuối cùng thì kẻ đó cũng xuất hiện. Một con người sáng lập ra cơ quan quản lý thời gian, kiểm soát mọi thứ trong vũ trụ lại là một người trái đất. Thật điên rồ. Từ đầu tới giờ cứ nghĩ đó phải là một kẻ phải mạnh hơn Thanos ngàn lần. Chỉ có điều muốn giết kẻ làm chủ thời gian không hề đơn giản. Bởi hắn biết tất cả mọi thứ trước khi nó diễn ra. Hắn còn hiếu khách rót cho hai Loki một tách trà. Phía bên này Mobius cũng đã về được đến TVA và cử thanh tra béo quay ngược về năm 2018. Năm mà thẩm phán vẫn còn là một phụ nữ trái đất để giải thích cho các thanh tra hiểu rằng TVA đã bắt cóc tất cả từ trái đất lên. Quay trở lại với kẻ sáng lập dòng thời gian bắt đầu kể chuyện cho hai người hiểu rằng tất cả mọi kế hoạch và bước đi của hai Loki. Đừng nghĩ rằng bản thân rất giỏi nên đến đây được, mà thực ra là do hắn sắp đặt từ trước. Hai người chỉ là làm theo kế hoạch của hắn đã viết ra mà thôi. Thậm chí hắn còn đưa luôn cho hai người xem tiếp theo hai Loki này sẽ làm gì. Và hai Loki ở đây là vì sự việc sắp tới hắn muốn phải xảy ra. Trùm cuối biết rằng tạo ra một cơ quan kiểm soát mọi người là không tốt, nhưng nếu không có TVA chẳng phải vũ trụ sẽ rất hỗn loạn hay sao. Còn về nguồn gốc của tên trùm cuối, đó là một biến thể của chính anh ta ở tương lai thế kỷ 31, vốn là nhà khoa học xuất chúng, đã khám phá ra có những vũ trụ khác xếp chồng lên vũ trụ của mình. Cùng lúc đó, những phiên bản ở vũ trụ khác cũng phát hiện ra điều tương tự, và những phiên bản này đã liên lạc được với nhau, rồi cùng nhau chia sẻ những kiến thức khoa học. Tuy nhiên lại có một phiên bản của trùm cuối muốn chinh phục tất cả, khiến chiến tranh đa vũ trụ nổ ra. Mỗi biến thể phải chiến đấu để bảo toàn vũ trụ của họ và tiêu diệt vũ trụ khác, dẫn tới hầu như mọi vũ trụ bị phá hủy hoàn toàn. Và rồi bản thân hắn phát hiện ra con quái vật Anio có khả năng hấp thụ không thời gian, nên bắt đầu khai thác sức mạnh của nó, dùng nó làm vũ khí để kết thúc cuộc chiến đa vũ trụ kia, từ đó tạo ra một dòng thời gian duy nhất. TVA cũng ra đời từ đó và giúp vũ trụ ổn định đến bây giờ. Suốt nhiều năm nay vũ trụ mới được sống trong hòa bình. Hai người giờ đây có thể lựa chọn, đó là áp bức để được trật tự, hoặc là tự do và hỗn loạn khủng khiếp. Nhưng Loki tóc vàng lại chỉ nghĩ rằng trùm cuối là một kẻ dối trá, khi cố tình xóa đi các dòng thời gian vô tội. Trùm cuối cho các Loki hai lựa chọn, một là có thể giết hắn ta khiến chiến tranh đa vũ trụ nổ ra, hoặc là tiếp tục chấp nhận, và hắn cho hai người điều hành TVA để hắn nghỉ hưu sớm. Hắn đã quá mệt mỏi sau nhiều triệu năm điều hành một vũ trụ này rồi, nên mới sắp xếp để hai người đến đây. Loki bản gốc thì không muốn chiến tranh vũ trụ, nhưng tóc vàng chỉ một mực muốn giết trùm cuối. Đột nhiên lúc này trùm cuối sững người, nơi mọi người đang ở vừa mới vượt qua giới hạn, và trùm cuối cũng vừa tự từ bỏ đi khả năng kiểm soát thời gian, bằng cách tháo bỏ vòng tay điều khiển thời gian của vũ trụ ra ngoài. Tóc vàng thấy vậy liền lao lên giết hắn, bởi vì hắn đã làm cô phải trốn chạy nhiều năm. Đúng là tâm lý của một phụ nữ luôn luôn khó hiểu, sẵn sàng giết một kẻ cho thỏa cõi lòng.
dù cho cả vũ trụ này có bị hủy diệt đi chăng nữa, Loki có khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe. Vũ trụ đang cân bằng thì hãy cứ để nó như vậy. Tóc vàng một lần nữa lại nghĩ rằng Loki đang lừa dối mình. Cô nghĩ Loki chỉ vì ngai vàng và muốn quản lý vũ trụ. Cô hoàn toàn không tin vào bất kỳ câu chuyện nào mà trùm cuối vừa kể. Lấy hết sức cô đánh gục bản gốc Loki, còn Loki cũng lấy hết sức để bảo vệ trùm cuối, thậm chí sẵn sàng kề cổ vào lưỡi dao của Loki. Tóc vàng anh thề rằng anh chỉ muốn cùng cô sống đời hạnh phúc. Tóc vàng cũng cảm động và hôn Loki, nhưng bất ngờ đẩy anh sang một không gian khác, còn cô thì ở lại giết chết trùm cuối mất rồi. Khi trùm cuối chết đi, lập tức dòng thời gian thiêng liêng bị phá hủy và rẽ nhánh vô số, bắt đầu cho một đại cuộc chiến đa vũ trụ nổ ra. Giờ đây không còn ai có thể bảo vệ trước sự hủy diệt của vũ trụ này được nữa. Lần đầu tiên Loki tin tưởng một biến thể Loki khác, và điều này đau đớn chả khác gì tự tay bóp rái mình. Cả cơ quan TVA hỗn loạn đến không tưởng, hàng vạn thanh tra, cảnh sát như rắn mất đầu. Loki cũng thông báo cho Mobius và nữ thanh tra, rất nhiều phiên bản khác của trùng cuối đang tiến đến. Chúng nham hiểm và tham lam hơn trùng cuối đã chết nhiều lần. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc chiến đa vũ trụ. Nhưng lúc này Mobius và nữ thanh tra cũng không còn nhận ra anh nữa. Loki hoảng hốt nhìn lên phía xa, vì bức tượng vị thần bảo hộ đã đổi thành hình của trùng cuối. Season 1 tạm thời kết thúc, sang phần 2 sẽ là cuộc chiến đa vũ trụ siêu kinh hoàng. Khi nào ra mắt mình sẽ review các bạn nhé. Bye bye.